Ủa em đi chợ hả? Dạ. Khang con em nay sao rồi? Dạ, Khang con em nó giỏi lắm chị. Nó làm nhiêu tiền là nó về nó đưa cho em hết trơn luôn á. Trời gì đã dữ vậy? Dạ đúng rồi, cơm nước là nó nấu hết trơn luôn. Em chỉ cần đi chợ về rồi em ăn thôi. Trời ơi, con trai gì mà giỏi ghê á. Vậy rồi tí chùa con chị sao rồi? Nói tới nó là rầu ngang à. Làm bí nhất thay. Cái thằng của nó lo chưa xong nữa. Lo cho ai? Nó không có giỏi như con em đâu. Ờ à, quên, có này là nó giỏi lắm. Nó báo với chơi game là không ai cho lợi nó hết á. Ủa, nó chơi game gì mà giỏi chị? Nè, game này nè. À, cái game này em biết rồi. Cái game này là game tuổi thơ. Thằng Khang nhà em nó cũng chơi nữa. Cái game này nè, tới nay cũng còn nhiều người chơi lắm chị. Ủa, vậy hả? Dạ, đúng rồi. Game này hoạt động được 9 năm rồi đó chị. À, hèn chi chị nghe con chị nhảm nhảm nói sinh nhật của ai 9 tuổi á. Dạ, mừng sinh nhật gân Nimobi 9 tuổi á chị. Trời ơi, thì ra là vậy. Cái game này nó 9 năm là nó xưa dữ lắm luôn rồi đó. Dạ, mà game vẫn luôn bám sát xu thế hiện tại bằng cách update liên tục các tính năng, vũ khí, skin mới á chị. Em rành quá ha. Dạ, tại vì em cũng có chơi. Ở thằng con chị kìa, mới vừa nhắc nó. Cái thằng kia, mày lo mày nhìn đường kìa. Mày đi ngoài đường mà mày lo bấm điện thoại hoài đi. Mày mà bị giật điện thoại vậy tao giật vô cuộc chỏ mày đó.